Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6. Sau cơn mưa vàng bắt đầu từ chiều hôm qua thì Hà Nội đã giảm nhiệt hơn 20 độ C và chấm dứt những chuỗi ngày nắng nóng. Sau cơn mưa vàng vào chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 6 tại Hà Nội thì nhiệt độ đã giảm từ 42 độ C xuống còn 25 độ. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 6 thì gió lớn kèm theo khói bụi đã làm cho thời tiết dịu mát hơn. Một cơn mưa lớn đã ập đến và chấm dứt một tuần nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội. Và có thể nói là mấy ngày gần đây những tin tức về nắng nóng kỷ lục tại khu vực Bắc Bộ và nhất là tại thủ đô Hà Nội thì đang được rất nhiều người quan tâm, nên nhiệt độ được cho là cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Nắng nóng oi ả không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân nữa, nên là có thể nói đây chính là cơn mưa vàng được người dân mong đợi nhất trong nhiều năm vừa qua. Sơn Tùng MTP ngày càng chứng tỏ sức hút của mình với người hâm mộ quốc tế trong một sự kiện âm nhạc được tổ chức tại Thái Lan, khi mà anh đã trình diễn rất nhiệt tình dưới cơn mưa và đã được báo Thái khen ngợi hết lời. Viral Fest Asia 2017 là đêm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu châu Á như là AKB48, Biren và đại diện đến từ Việt Nam chính là Sơn Tùng MTP, đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Dù là biểu diễn bên cạnh những ngôi sao quốc tế nhưng mà Sơn Tùng MTP vẫn cho thấy sức hút mãnh liệt của mình đối với khán giả quốc tế khi mà anh đã mang đến hai tiết mục thực sự mãn nhãn và đã tài. Tại chương trình lần này thì Sơn Tùng MTP đã vinh dự là nghệ sĩ biểu diễn trước nam ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc là Biren, và đồng nghĩa với việc là độ nổi tiếng của nam ca sĩ này đã đủ để có thể giữ chân khán giả đến cuối chương trình. Dù giờ diễn khá trễ và cộng theo mưa lớn tầm tã, nhưng rất đông khán giả vẫn kiên nhẫn nán lại để cùng thưởng thức màn biểu diễn của Sơn Tùng MTP. Kết thúc màn biểu diễn thì Sơn Tùng vẫn không quên cảm ơn khán giả và lịch sự chào hỏi trước khi nhường lại sân khấu. Cộng đồng mạng đang xôn xao câu chuyện một vị khách đã cất chiếc bánh kẹp thịt được phục vụ trên máy bay vào túi trong nụ cười nhếch mép của cô gái ngồi bên cạnh và câu chuyện ngay sau đó. Trên máy bay thì mỗi hành khách được phục vụ một bữa ăn nhẹ bao gồm một cốc nước, một đĩa trái cây và một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội được gói ghém một cách cẩn thận. Vị khách này vì không đói nên đã chỉ ăn đĩa trái cây và uống nước, còn chiếc bánh mì kẹp thịt nguội thì anh cất vào túi. Đang hì hụi cất vào túi, ngước mắt lên thì thấy ngay một cái nhếch mép khinh khỉnh của cô tiểu thư sang trọng ngồi bên cạnh. Ngượng ngùng nhưng mà vị khách này vẫn giữ nguyên chiếc bánh trong túi vì thấy là nhiều người ăn được một tí rồi vứt cả cái bánh đi rất là phí phạm. Và trên đường về nhà thì anh đã tặng chiếc bánh này cho một bác xe ôm mặt buồn rười rượi vì ế: "Bác ơi, đây là bánh mì kẹp thịt rất ngon, tiêu chuẩn của cháu khi đi trên máy bay, cháu biếu bác dùng thử không phải ngại đâu ạ." Bác xe ôm tròn xoe mắt ngạc nhiên và cảm ơn rồi vui vẻ nhận. Đi được một đoạn thì anh ngoái lại nhìn bác xe ôm ăn chiếc bánh ngấu nghiến với vẻ mặt rất là đói, và gương mặt tươi cười của bác khác hẳn với nụ cười nhếch môi nhạt nhẽo khi anh gặp ở trên máy bay. Sau khi câu chuyện đó được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã rất nhiều người quan tâm chia sẻ và đồng tình. Nhiều người cho rằng vị khách này cư xử thật văn minh và suy cho cùng tiết kiệm bằng cách mang thức ăn về nhà không có gì là đáng xấu hổ cả. Đó là hành động đúng đắn của một người hiện đại biết tôn trọng bản thân và tôn trọng cả người khác nữa. Chiều tối ngày hôm qua ngày 6 tháng 6 thì một sự việc hết sức đau lòng đã xảy ra tại Khánh Hòa khi mà một người đàn ông đã sát hại chính vợ và con riêng của mình sau đó phóng hỏa đốt nhà. Vào chiều tối ngày hôm qua ngày 6 tháng 6 thì một số người dân ở tổ phố Lộc An, phường Cam Lộc đã phát hiện ra căn nhà của chị Nguyễn Thị Lý, 40 tuổi, đang bốc cháy dữ dội. Nhiều người vội vã lao đến chữa cháy nhưng mà khi ập vào bên trong thì đã phải chứng kiến một thảm cảnh khi mà hai người đã chết thiêu trong tư thế nằm co quắp và cháy đen. Thêm một bất ngờ nữa khiến cho nhiều người hoảng hốt khi nhìn thấy một xác chết nam giới ở bên ngoài vách ngăn nhà chị Lý trong tình trạng cũng bị cháy xém. Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi thì công an thành phố Cam Ranh đã xác định là thi thể ở trong căn nhà là chị Nguyễn Thị Lý cùng con trai là Dương Hoàng Đạt 13 tuổi và thi thể ở bên ngoài là anh Trần Hải Dương 39 tuổi. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi thì cơ quan công an đã cho biết anh Trần Hải Dương chính là người đã sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Lý và con trai là Dương Hoàng Đạt. Và sau khi dùng dao sát hại hai mẹ con chị Lý thì Dương đã mua xăng về phóng hỏa và đốt căn nhà của nạn nhân nhằm mục đích là tạo hiện trường giả cho một vụ hỏa hoạn để che giấu hành vi giết người của mình. Một thị trấn với cảnh đẹp như trong tranh tại Thụy Sĩ nhưng lại cấm du khách đến đây tham quan, được chụp ảnh và check-in với một lý do tốt bụng mà không ai có thể tin nổi. Việc đi du lịch và chụp ảnh check-in tại những nơi có cảnh đẹp mê hồn là một việc hết sức bình thường của mọi người hiện nay, và thậm chí là người ta còn mong là có nhiều du khách đến check-in và chụp hình tại địa điểm đó để quảng bá hình ảnh rộng rãi hơn đến mọi người. Và đó thì cũng chính là lý do mà thị trấn Bergen tại Thụy Sĩ đã treo biển cấm chụp hình và check-in để tránh gây ức chế và ghen tị cho những người đang phải ở nhà và không có cơ hội được đến đây. Thậm chí là chính quyền địa phương còn đặt một biển báo cấm chụp ảnh ở đầu ngõ vào thị trấn với một lời nhắn gửi như sau: những bức ảnh chụp phong cảnh như tranh vẽ của thị trấn này được đăng lên trang mạng xã hội thì sẽ rất có thể sẽ làm buồn lòng những người khác vì họ không thể đến đây. Đúng là chỉ nhìn qua ảnh thôi cũng đã cảm thấy mãn nhãn với khung cảnh ở nơi đây rồi, đẹp đến mọi ngóc ngách. Và có vẻ như luật cấm mới này dường như chỉ là một cách thức quảng bá độc đáo cho thị trấn, tạo sự tò mò và háo hức cho nhiều người khác khi đến đây. Và mới đây trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội thì thị trưởng của khu vực này cũng cho biết họ đã nới lỏng bớt các quy định về việc cấm chụp hình đối với du khách.
Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.